Kính chào các bạn, hôm nay chúng ta đứng ra ở đây ngay trước cửa của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, nơi ông đại sứ mới của Việt Nam vừa nhậm chức đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đó là ông Vũ Quang Minh. Và chúng ta cũng rất ngạc nhiên trong thời gian vừa qua, đó là vào ngày Chủ nhật, là có một cái sự ra mắt rất hoành tráng của công ty VinFast, là một công ty hàng đầu của Việt Nam, ra mắt và giới thiệu xe VinFast tại Đức. Tuy nhiên chúng ta đã không nhận ra và không nhìn thấy có sự có mặt của ông đại sứ Việt Nam tại Đức là ông Vũ Quang Minh, và ngay cả thông tấn xã Việt Nam cũng không hề đến đưa tin. Và sau đó chúng tôi cũng đã tường thuật trực tiếp tại nơi mà công ty VinFast giới thiệu sản phẩm, giới thiệu ô tô. Và chúng ta cũng càng ngạc nhiên hơn nữa khi đây giống như một bãi rác, giống như một cái khu nhà cũ của nông Đức ngày xưa, thời Cộng sản, và không thể sửa chữa. Tôi cũng có hỏi một số người ở đó thì họ nói rằng tòa nhà đó sắp được đập đi để xây mới. Và đấy là nơi mà công ty VinFast đã mở quảng cáo công ty xe VinFast của mình. Và đây là cái giấy mời mà tôi một lần nữa thông báo với các bạn rằng là chúng tôi đã đưa lên trên truyền thông đại chúng cái thông tin về việc là công ty VinFast tổ chức ra mắt xe và giới thiệu xe tại Đức, và không có sự có mặt của ông Vũ Quang Minh. Và tại bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao đại sứ Vũ Quang Minh là một người mà thường là phải có trách nhiệm đối với các doanh nghiệp, đối với công dân Việt Nam khi họ có mặt ở Đức, và một công ty tỷ đô mà người đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng, khi khai trương để chào bán ô tô ở đây, ông đại sứ đã không hề có mặt. Và đấy là cái điều rất ngạc nhiên, và chúng ta cũng thấy trên báo chí của cộng đồng cũng không hề đăng tải cái sự có mặt của ông ta. Thế như vậy, đó là một cái điều mà đặt câu hỏi rất lớn. Và phải chăng có những nguồn dư luận thông tin ở cái cuộc gặp đó, để ở cái cuộc giới thiệu xe đó của VinFast, là phải chăng ông đại sứ Vũ Quang Minh, ông vốn là hàm thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, và ông có những cái thông tin nội bộ và biết được đó là việc mà công ty VinFast có thể có những cái điều mà giống như một số nơi người ta gọi là có triệu chứng, hoặc là có dấu hiệu có thể là phía sau đó có thể bị bắt bất cứ lúc nào trong cái hoàn cảnh hiện nay. Cho nên ông đã không có mặt và cũng chẳng ủng hộ cho cái việc mà xe VinFast quảng cáo bán tại thị trường Đức, một nơi mà rất quan trọng đối với VinFast khi họ muốn xuất khẩu ô tô sang châu Âu. Đấy là cái điều câu hỏi được đặt ra. Và ngoài ra thì ông đại sứ Vũ Quang Minh có mang theo một con mèo có tên là Tennis. Con mèo này được ông đặc biệt nuông chiều và được ưu tiên tuyệt đối ngay cả một chuyến bay từ Việt Nam, từ Hà Nội sang biển Đức, thì cũng đã của hãng hàng không Bamboo Airways cũng đã dành riêng một chiếc ghế hạng C, hạng C tức là hạng rất cao, dành riêng một cái khoang để cho con mèo Tennis của ông được mang theo. Và ông có chụp ảnh quay phim và đưa lên trên cái trang Facebook cá nhân của mình. Thì phải nói rằng đấy là cái sự tôn trọng động vật. Nhưng mà mặt khác thì chúng ta cũng đã thấy là con mèo này được đi lên chuyến máy bay đó một cách hết sức bất hợp pháp, bởi vì công ty Bamboo Airways ghi rất rõ trong cái nội dung nội quy của mình là không được chở động vật trên máy bay hoặc trong khoang hành lý hoặc là cái khoang người ngồi để chở động vật ra nước ngoài hoặc bất cứ ở đâu. Nhưng ông vẫn dàn xếp thu xếp được cho con mèo Tennis của ông ngồi trên gang hạng C. Nhưng sang đến Đức thì ông đã không tham dự cái ra mắt và quảng bá cho xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Thế như vậy là rõ ràng là có cái sự bất bình đẳng ở đây, cái việc mà giữa con mèo và cái sự ra mắt của xe VinFast. Và chúng ta phải đặt câu hỏi, và ông đại sứ cũng cần phải trả lời cho công luận là tại sao mà ông ta đã không đến dự cái tham gia vào xe VinFast quảng cáo ở Đức trong ngày Chủ nhật vừa rồi, 24 tháng 4 vừa qua. Và một điều tiếp theo nữa đối với ông Phạm Nhật Vượng, đó là việc mà cái truyền thông của nhà nước Việt Nam có trụ sở tại Đức Berlin là Thông tấn xã Việt Nam tại Đức cũng không hề đăng tin, không hề đăng tải những cái thông tin là việc công ty VinFast giới thiệu xe ở đây. Thế thì đó là càng là một chỉ số cho thấy rằng là công ty VinFast đã làm gì đó mà mếch lòng, có thể là mếch lòng các cán bộ sứ quán ở đây, mếch lòng những cái truyền thông nhà nước ở đây, hoặc có thể họ biết rằng phía sau là cái gì đó đen tối của cái âm mưu đưa quảng cáo những chiếc xe này ở những cái chỗ rất tệ hại như vậy. Và đại sứ cũng không thèm đến, và cũng như là Thông tấn xã Việt Nam cũng không đến. Thì đấy là cái câu hỏi lớn đặt ra trong Phạm Nhật Vượng. Và những cái người nếu tới đây đầu tư mua chứng khoán hoặc là mua cổ phần của công ty VinFast cũng nên cảnh giác và cẩn thận trong cái chuyện này, vì có thể sẽ mất tiền oan nếu như thông tin không được xác định một cách rõ ràng.
Trong cái buổi đó thì ông đại sứ Việt Nam tại Đức không có mặt, nhưng lại có mặt một số người Đức. Thì chúng tôi để ý rằng đây là những người khá già, rất già, bởi vì là họ hình như là họ là những cái người mà về hưu hoặc là thất nghiệp, đến đấy có thời gian đến đấy vào lúc 10 giờ sáng để uống cốc nước hoặc cốc cà phê xong ngồi nghe, và họ chẳng biết họ có hiểu hay không, thì nhưng mà cũng rất lưa thưa, rất ít người. Đây cũng là một cái điều và là câu hỏi cái sự ra mắt của công ty VinFast mà không có ông đại sứ và có rất nhiều người già, người Đức già ở đó để làm gì đấy. Và ngoài ra cái thông tin mà chúng tôi nắm được ấy, thì là trong cái cuộc ra mắt này, như các bạn thấy cái thông tin trên cái giấy mời này mà chúng tôi cũng chia sẻ trên trang Facebook của Thời báo cũng như YouTube và trang báo của Thời báo.de, thì chúng ta thấy rằng là có cái đầu tư theo thông tin của nội bộ chúng tôi họ đưa ra cho tôi biết là đầu tư tới 120.000 euro để tổ chức cái buổi ra mắt đó, có để hoành tráng, để nhiều người đến dự và có những quan chức cấp cao, ví dụ ông đại sứ Việt Nam tại Đức chẳng hạn, hoặc là thông tấn xã Việt Nam chẳng hạn, là cái nơi đưa thông tin chính thống của Việt Nam. Nhưng cuối cùng họ đã không đến, và cái nơi đến đó thì họ đến chỉ đứng uống cốc nước và cốc cà phê, tính tổng cộng ra thì khoảng 2.000 euro. Thế như vậy 118.000 euro đó đi đâu? Thì đây cũng là một câu hỏi được đặt ra, bởi vì là đây cũng có thể là một cái hình thức mà ai đó ở trong nước hoặc là một cái công ty này chuyển tiền ra nước ngoài và dùng cái đồng tiền đó để tổ chức cái sự kiện mà nó không đáng đến vậy, và vậy 118.000 như vậy là đã mất tích. Đó là câu hỏi cũng đặt ra, vì sao mà ông đại sứ lại không đến, và đó là, có thể ông đã nhận ra những cái điều như vậy. Và có nhiều người trong cái cuộc gặp đó họ nghi ngờ rằng đây là việc mà có thể là rửa tiền, là chỗ là khi anh tổ chức một sự kiện, anh ghi một cái giá là 200.000 euro, 120.000 euro, nhưng anh chuyển sang tiền sang bên này, nhưng thực tế anh chỉ chi có 1-2.000 thôi. Thế như vậy là 118.000 euro đã được rửa, đã được chuyển một cách hợp pháp qua ngân hàng từ Việt Nam sang Đức, và sau đó nó đi đâu thì không ai biết. Đấy là một cái con số rất nhỏ, nhưng nếu với con số đó chúng ta nhân lên với cái số hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la mà công ty VinFast hoặc ông Phạm Nhật Vượng thu được từ trong nước chuyển ra nước ngoài để nói rằng để đầu tư sản xuất xe ở Mỹ hoặc ở Đức ở đâu đó, thì liệu cái số tiền đó có đúng là như vậy hay không, hay thực tế họ chỉ chi tiền quảng cáo vài nghìn euro, còn lại tất cả lại cũng mất tích, số tiền này mất tích và có thể nó nằm ở những nhà băng ở những cái nước mà chúng ta không thể điều tra được, hoặc là không ai biết được, hoặc chính phủ Việt Nam cũng không thể điều tra được. Và tiếp theo, cái nghi ngờ của rất nhiều người khi mà đến dự và hoặc là những người quan sát ở Đức này, ở châu Âu này, họ nói đặt câu hỏi rằng tại sao lại cấm truyền thông tự do vào đưa tin một cái vụ việc, một cái công việc là quảng bá ô tô và giới thiệu ô tô mới của xe VinFast tại Đức. Thông thường thì những cái hãng sản xuất ô tô, sản xuất xe đạp, sản xuất máy, các loại phương tiện khác, họ đều rất rộng mở đối với các truyền thông tự do. Họ gửi thông tin cho chúng tôi biết trước, họ mời chúng tôi đến, thậm chí nếu chúng tôi đến chỉ cần giơ thẻ nhà báo ra là họ có thể cho chúng tôi vào ngay lập tức, bởi vì chẳng có gì phải giấu giếm cả. Đối với họ, họ nghĩ rằng là bình thường thì những cái việc mà giới thiệu như vậy thì nó sẽ đem lại được cái việc mà quảng bá cái sản phẩm đó một cách rộng rãi nhất thông qua cái truyền thông quốc tế. Thế nhưng phải chăng có cái gì đó mờ ám, nhiều người đánh giá là rất mờ ám ở phía sau cái quảng bá mà ra mắt cái xe VinFast ở Đức này, ở Berlin này, rất sập sệ, đơn giản, và cấm truyền thông tự do như chúng tôi vào để xin phép ban tổ chức, để cái người tổ chức ở đó để vào là chụp ảnh, quay video cũng như phỏng vấn công ty VinFast hoặc những người dự, nhưng mà đều không nhận được những cái không nhận được những cái đáp ứng một cách đơn giản như thế, tức là họ không muốn chúng tôi vào quay. Và tôi hỏi rằng tại sao mà chúng tôi không quay được, thì họ cho nói rằng là bởi vì những cái người trong kia họ sợ lên truyền thông, sợ tờ Thời báo quay. Thế thì tại sao một cái công ty VinFast, công ty tỷ đô như vậy, khi anh giới thiệu một cái sản phẩm ô tô như tất cả những ô tô khác mà lại sợ truyền thông quay, sợ truyền thông phát lên trên? Thế thì phải chăng là phía sau rõ ràng là có một cái âm mưu đen tối đang muốn che giấu những cái thông tin thực sự mà nó sẽ diễn ra ở trong cái khu hội nghị đó? Tất nhiên là chúng tôi cũng rất cảm ơn một số người đã tham gia hội nghị đó, họ đã gửi cho tôi, chúng tôi những cái video clip ở bên trong để chúng tôi có thể truyền tải đến bạn đọc những cái thông tin mà thực tế nhất mà chúng tôi không thể vào quay bên trong được. Tuy nhiên điều đó cũng là gây thiệt hại cho những cái nhà đầu tư hoặc là những cái người mà mua cổ phần của công ty VinFast, bởi vì họ không biết rõ là công ty này thực tế họ làm cái gì với những cái đồng tiền của họ mua cổ phiếu của công ty VinFast để đưa ra nước ngoài làm gì mà lại tổ chức những chỗ sập sệ như vậy, mà lại cấm truyền thông tự do, cấm phỏng vấn. Và chúng tôi cũng tìm mọi cách mời một số cái người dự đó để phỏng vấn trực tiếp.
thế nhưng mà họ đều từ chối, có vẻ họ sợ, hoặc là cũng có thể là VinFast đã bố trí những cái người này rồi mà họ chỉ được phép đến ngồi dự và không được nói gì, quay phim chụp ảnh và sau đó là có thể là sẽ đăng tải ở trong nước rằng là buổi ra mắt hoành tráng, tốt đẹp và được nhiều người được quan tâm. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, chỉ có một số khuôn mặt rất quen thuộc của chợ Đồng Xuân ở gần đó đi sang, rồi một số người khác ăn mặc, những cái người tiếp khách ăn mặc cũng rất là lôi thôi lếch thếch, quần bò, áo phông, rồi đi qua những cái khu vực mà rác rưởi thối kinh hoàng. Thì đấy là cái điều mà công ty VinFast dường như là không làm tốt ở Đức, và ngay cả buổi ra mắt đầu tiên của họ. Và tiếp theo, cũng tại đại sứ quán này thì nó có bộ phận là bảo hộ công dân. Bảo hộ công dân thì có nghĩa là họ, khi mà chúng tôi gặp nguy hiểm, tôi vẫn là quốc tịch Việt Nam, công dân Việt Nam, và khi tôi đăng những bản tin như thế này đối với công ty VinFast thì chúng tôi bị đe dọa bằng hình thức là gọi điện từ Việt Nam trực tiếp cho tờ Thời báo để đe dọa. Chúng tôi cũng đã ghi âm được, rồi bình luận vào trong Facebook, YouTube của chúng tôi những cái lời lẽ thô tục, lời lẽ đe dọa là thuê mafia Nga, thuê người đến bắn giết, rồi là thuê lính bắn tỉa của Nga đến sang Đức để bắn chúng tôi. Đấy là những cái thứ mà rất nguy hiểm và nó rõ ràng là vi phạm vào cái luật hình sự của nước Cộng hòa Liên bang Đức, đó là không được phép đe dọa giết người ở đây, và nó cấu thành cái tội phạm rồi. Và tất nhiên chúng tôi cũng đã chuyển những thông tin đó cho phía cảnh sát Đức để họ điều tra làm rõ những cái cá nhân, những cái tổ chức nào đã đưa ra cái đe dọa đó, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với cả hành động như vậy. Còn cơ quan bảo vệ công dân của Việt Nam tại sứ quán Việt Nam ở Đức này thì chúng tôi cũng có cái thông tin, sẽ có cái thông tin để gửi đến họ để xem họ bảo hộ công dân của họ như thế nào và họ sẽ làm cái gì đối với những cái người như vậy ở Việt Nam. Và cũng qua đây, cái việc mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cái ban chống tham nhũng ấy, cái người đứng đầu ấy là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì ông trong thời gian vừa qua thì dường như ông làm khá tốt cái việc bắt, truy tố và đưa xét xử rất nhiều những cán bộ đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao và cấp cao nhất, đến Ủy viên Bộ Chính trị, đến Thứ trưởng, quân đội, công an, tất cả đều bị lôi ra hết để xét xử và nhận những cái mức án 5 năm, 10 năm tùy theo. Và cái việc này thì có lẽ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng của Trung ương cũng phải xem tại sao công ty VinFast, tại sao ông Phạm Nhật Vượng lại có thể chuyển tiền rất nhiều ra nước ngoài như vậy để làm những cái việc mà không xứng đáng với đồng tiền họ chuyển ra. Vậy số tiền còn lại họ đã chuyển đi đâu? Và nếu như vậy thì là chuyển tiền sẽ bất hợp pháp nếu mà anh không dùng đúng cái mục đích. Phải chăng có một số cái đánh giá của dư luận cho rằng đây là cái hình thức trá hình để họ rửa tiền? Và cũng có thể đó là một trong những cái lý do mà ông đại sứ Việt Nam tại Đức, đại sứ Vũ Quang Minh đã không có mặt tại cái buổi ra mắt và giới thiệu xe VinFast tại Đức vào ngày 24 tháng 4 năm 2022 vừa qua tại Berlin. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay trước Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, và chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải đến các bạn trong và ngoài nước và trên thế giới những thông tin trung thực nhất, gần gũi nhất để các bạn hiểu rõ tình hình trong nước, ngoài nước, quốc tế. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.